Cô chào tất cả các em học sinh khối 6. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang học chủ đề 4 là khúc hát quê hương với tiết 14 học hát bài đi cắt lúa và phần thứ hai là ôn tập để thi học kỳ 1. Chúng ta sẽ bước sang phần tìm hiểu bài hát, tìm hiểu về vùng đất Tây Nguyên. Các em hãy đọc sách giáo khoa trang 29 sau đó trình bày những điều em biết về vùng đất Tây Nguyên, như vị trí địa lý, các dân tộc ít người ở Tây Nguyên, nhạc cụ đặc trưng của Tây Nguyên, nét văn hóa chính và các lễ hội. Cô cho các em 5 phút, chúng ta cùng đọc trong sách giáo khoa. Cô sẽ giới thiệu cho các em tìm hiểu về vùng đất Tây Nguyên. Tây Nguyên là khu vực với địa hình cao nguyên bao gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tây Nguyên thuộc miền Trung Việt Nam. Vùng đất Tây Nguyên là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như Bana, Hơ Rê, Gia Rai, Ê Đê, Sơ Đăng và Cờ Ho. Nổi tiếng với văn hóa cồng chiêng độc đáo, với những điệu múa có tiết tấu sôi động và những bài ca đặc sắc. Các em hãy nghe bài hát và quan sát văn bản để trả lời các câu hỏi sau. Bài hát đi cắt lúa có xuất xứ từ đâu? Giai điệu của bài hát như thế nào? Nội dung của bài hát nói lên điều gì? Cô mời các em cùng nghe qua. Chúng ta đã được nghe qua bài hát, thì chúng ta thấy được đây là một bài hát thuộc dân ca vùng Hơ Rê Tây Nguyên. Giai điệu, các em nghe thấy được một sự vui tươi, lạc quan, trong sáng. Nội dung của bài hát thì nói lên niềm vui khi đi cắt lúa và sự phấn khởi mừng mùa màng bội thu. Bài hát chỉ có một đoạn nhạc. Và đây là bài hát sưu tầm của nhạc sĩ Lê Toàn Hùng và đặt lời mới là của nhạc sĩ Lê Minh Châu. Và khi chúng ta hát dân ca của những vùng miền, chúng ta để ý những chỗ nốt móc đơn có dấu chấm vôi, những chữ hát luyến. Ví dụ như chữ hát chúng ta sẽ phải luyến 3 nốt, chữ mới chúng ta sẽ phải luyến 2 nốt, chữ ấm chúng ta sẽ luyến 3 nốt, và chữ sướng chúng ta sẽ luyến 3 nốt. Và chữ E, tất cả trong bài chúng ta sẽ thêm dấu và hát thành chữ E. Cô mời các em bắt đầu bước sang phần tập hát. Thank you.
ta đã được nghe qua bài hát thì chúng ta thấy được đây là một bài hát thuộc dân ca vùng Hơ Rê Tây Nguyên. Giai điệu các em nghe thấy được một sự vui tươi, lạc quan, trong sáng. Nội dung của bài hát thì nói lên niềm vui khi đi cắt lúa và sự phấn khởi mừng mùa màng bội thu. Bài hát chỉ có một đoạn nhạc. Và đây là bài hát sưu tầm của nhạc sĩ Lê Toàn Hùng và đặt lời mới là của nhạc sĩ Lê Minh Châu. Và khi chúng ta hát dân ca của những vùng miền, chúng ta để ý những chỗ nốt móc đơn có dấu chấm vôi, những chữ hát luyến. Ví dụ như chữ hát chúng ta sẽ phải luyến 3 nốt. Chữ mới chúng ta sẽ phải luyến 2 nốt. Chữ ấm chúng ta sẽ luyến 3 nốt. Và chữ sướng chúng ta sẽ luyến 3 nốt. Và chữ E tất cả trong bài chúng ta sẽ thêm dấu và hát thành chữ E. Cô mời các em bắt đầu bước sang phần tập hát. Chúng ta sẽ hát hoàn chỉnh cả bài trên nền nhạc không lời. Cùng bước sang nội dung thứ hai là chúng ta sẽ ôn tập để thi học kỳ 1. Chúng ta sẽ bước vào ôn tập thi học kỳ với từng chủ đề. Và chúng ta sẽ ôn chủ đề 1 vui bước đến trường với bài hát Mùa khai trường. Các em nắm cho cô những câu hỏi và những câu trả lời của bài hát Mùa khai trường. Như câu số 1, bài Mùa khai trường do nhạc sĩ nào sáng tác? Bài Mùa khai trường do nhạc sĩ Phan Việt Phương sáng tác. Câu số 2, bài được chia làm mấy đoạn? Chúng ta đã học rồi, bài này được chia làm 2 đoạn. Câu số 3, nội dung bài viết về điều gì? Nội dung của bài viết về niềm vui ngày khai trường. Câu thứ 4, bài được sáng tác năm bao nhiêu? Và bài Mùa khai trường được sáng tác năm 2014. Bài có tính chất âm nhạc như thế nào? Bài vui tươi và hồn nhiên. Và các em nhớ học thuộc lời ca bài hát Mùa khai trường. Chúng ta bước sang phần thứ hai, đó là các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc. Các em nắm cho cô, âm thanh trong âm nhạc sẽ có 4 thuộc tính. Và nội dung của từng thuộc tính một như cao độ là gì, trường độ là gì, cường độ là gì và âm sắc là gì. Ở phần nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, các em cần nhớ cho cô những câu hỏi như
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sinh mất năm mấy, quê ở đâu? Ông sinh năm 1921, mất năm 1989, quê ở huyện Ô Môn, Cần Thơ. Một số ca khúc của nhạc sĩ như Lên Đàn, Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, Múa Vui và một số ca khúc. Nhạc sĩ đã được nhà nước truy tặng giải thưởng gì? Và ở đây các em lưu ý, có những nhạc sĩ sẽ được truy tặng và có những nhạc sĩ là trao tặng. Truy tặng có nghĩa là đã mất và được nhà nước phong tặng. Còn trao tặng là được trao khi còn sống. Các em phân biệt chữ truy tặng và chữ trao tặng. Thì ở đây nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật. Bài hát Lên Đàn được nhạc sĩ sáng tác năm bao nhiêu, thuộc thể loại gì? Bài hát được sáng tác năm 1944. Thể loại của bài hát Lên Đàn là nhạc hành khúc, tính chất mạnh mẽ. Các em cùng cô bước sang ôn phần chủ đề 2 là bài ca Hòa Bình với nội dung những câu hỏi bài Tiếng Chuông và Ngọn Cờ. Câu thứ nhất, Tiếng Chuông và bài hát Tiếng Chuông và Ngọn Cờ do ai sáng tác? Do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác. Câu số 2, ca khúc được sáng tác năm bao nhiêu? Ca khúc được sáng tác năm 1985. Bài được viết ở nhịp mấy, chia làm mấy đoạn? Bài được viết ở nhịp 2-4 và chia làm 2 đoạn. Và nội dung của bài Tiếng Chuông và Ngọn Cờ là nói lên ước vọng của tuổi thơ, mong muốn cuộc sống hòa bình. Chúng ta ôm sang phần nhạc sĩ Văn Cao. Ở phần này các em cũng lưu ý những câu hỏi như nhạc sĩ Văn Cao sinh mất năm bao nhiêu? Ông sinh năm 1923 và mất năm 1995. Bài hát Tiến về Hà Nội được sáng tác vào năm bao nhiêu? Vào mùa xuân năm 1949. Tính chất âm nhạc của bài Tiến về Hà Nội là gì? Đây là một bài hát mang tính chất nhịp đi, hào hùng. Nội dung của bài hát là gì? Nói lên hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về. Chúng ta bước sang ôn phần chủ đề 3 với tựa đề là Biết ơn thầy cô. Các em nắm một số câu hỏi về bài hát Niềm tin thắp sáng trong tim em. Câu số 1, Niềm tin thắp sáng trong tim em do nhạc sĩ nào sáng tác, bài viết ở nhịp mấy? Đây là bài hát do nhạc sĩ Bùi Anh Tôn sáng tác, được viết ở nhịp 4-4. Bài hát được chia làm mấy đoạn? Nội dung bài hát là gì? Bài được chia làm 2 đoạn và nội dung của bài thể hiện tình cảm yêu mến, lòng biết ơn của học sinh đối với thầy cô giáo. Các em nhớ học thuộc lòng bài Niềm tin thắp sáng trong tim em. Cô mời các em cùng bước sang nội dung cuối cùng, đó là một số câu hỏi về nhạc sĩ Antonio Vivaldi. Nhạc sĩ Antonio Vivaldi sinh mất năm bao nhiêu? Được sinh năm 1678 và mất năm 1741. Nhạc sĩ là người nước nào? Nhạc sĩ người nước Ý. Phần học bài mới và phần ôn tập để thi học kỳ của chúng ta tới đây kết thúc. Ở nhà các em ôn tập thêm và nhớ học thuộc lòng. Tuần sau là tuần 15, chúng ta sẽ thi học kỳ. Cô chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.